Xin chào các bạn đã quay trở lại với IK. Ngày hôm nay đứng cạnh tôi đây là chiếc Berrien V7. Sau một năm ra mắt thì điều anh em quan tâm đến chiếc xe này đó chính là độ bền của nó ra sao và sử dụng của nó như thế nào. Thì hôm nay rất may mắn là chúng ta đã mời được anh chủ xe là anh Phong. Cảm ơn anh đã theo chương trình hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe anh Phong chia sẻ về trải nghiệm sử dụng xe V7 sau một năm sẽ như thế nào nhé. Anh Phong này, em thấy là chiếc xe của anh có một màu rất là đặc biệt. Thế thì màu như này là anh đã sơn lại hay là dán lại anh nhỉ? Xin bật mí tất cả các anh em và Đức, thì đây là màu sơn đã được sơn lại. Màu có tên gọi là xanh ngọc lục diệp bảo, da nắng là đổi màu. Sơn mết trên công nghệ của Đức. Phong rất là tự tin khi mà nói rằng chiếc xe này là chiếc duy nhất tại Việt Nam có màu sơn độc đáo này. Có lẽ là đi khắp đường Hà Nội thì chưa gặp chiếc xe nào V7 có màu sơn như này, là sơn lì. Em thấy đây là logo anh cũng thay đổi rồi đúng không? Đúng rồi. Thế này thì theo sở thích cá nhân, logo đã được khắc CNC, tên là Phong. Đó, cá nhân hóa. Có thể tháng sau thích em khác thì lại khắc tên em khác. Cái này có 200 ngàn thôi à. Nói qua một chút về hãng Berrien thì đó là một liên doanh của BMW tại Trung Quốc để sản xuất những chiếc xe cho thị trường nhỏ, ví dụ như là Trung Quốc hay là Việt Nam. Chính vì thế nên là chiếc xe này đã sử dụng rất nhiều điểm chung của BMW, ví dụ như là động cơ hay là một vài chi tiết nội thất ở bên trong. Với tôi sẽ mở động cơ quý vị xem nhé. Như quý vị có thể thấy ở đây là động cơ của chiếc V7 được dập chữ BMW ở đây. Đó, thế thì anh Phong này, sau 3 vạn sử dụng thì anh thấy động cơ của chiếc V7 này hoạt động như thế nào anh nhỉ? Tới thời điểm hiện nay thì sau hơn một năm sử dụng mà mình đi là 3 vạn thì động cơ của máy thì mình thấy vẫn bình thường, cứ bảo dưỡng và thay dầu đúng định kỳ thôi. Tất nhiên là máy thì có một cái nhược điểm là máy nổ rất to. Lát nữa chúng ta có thể nổ thử. Máy nổ rất to đó. Và với cái ốp nhựa ở trên này thì nó cũng có hai mặt của nó. Thứ nhất là bụi nó đỡ bám vào, sạch sẽ hơn, nhưng mà đồng nghĩa việc thì nó sẽ nóng hơn. Đây có thể sờ nó hơi nóng. Vậy thì có thể sau thời gian nữa mình sẽ tháo cái nhựa ấy đi và vứt đi để cho nó thoáng máy hơn. Thì chiếc V7 này được sử dụng động cơ 1.6 lít tăng áp kép, sản sinh công suất lên đến hơn 200 mã lực. Chúng ta có thể bắt gặp động cơ này ở trên rất nhiều mẫu xe khác, ví dụ như là Peugeot 508. Thế nhưng mà chiếc xe đấy chỉ có công suất là 160 mã mà thôi. Và cụ thể chiếc xe này vận hành như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ thử nhé. Khi mới nhìn thoáng qua thì điểm tôi thích nhất ở phần đầu xe đó chính là cái cụm đèn như thế này. Vì có thể đấy, đây là bộ đèn full LED với rất nhiều bóng project ở trong. Đó, mà hai giải đèn LED như thế này. Trong cái tầm tiền 700-800 triệu thì rất khó để có thể tìm thấy một bộ đèn đẹp như thế này. Không phải tôi tâng bi gì cả, nhưng mà thực sự là nó rất đẹp. Đó. Vậy thì anh Phong này, ngoài cái bộ đèn này ra thì điểm thích nhất trên chiếc xe này của anh là gì nữa nhỉ? Điểm thích nhất ở ngoại thất của tôi thì đó chính là cái logo. Tên của tôi là tôi thích nhất. Ở đây là độ lại logo tên của cá nhân hóa. Rồi cái mặt ca lăng đã sơn lại đen cũng rất là khỏe khoắn và tạo độ thanh thoát. Còn ngoài ra như Đức nói rất đúng, đó chính là cái ngoại thất. Phía đèn LED, đây là đèn LED ma trận, có rất nhiều bóng. Và daylight, đèn ban ngày, LED technology. Và cái phía đầu xe cũng rất là khỏe khoắn. Rất khỏe khoắn, rất thể thao, xứng đáng như một dòng xe SUV. Chúng ta có thể nhìn thấy chi tiết, đó là phần cảm gió rất thể thao ở đây. Rất thể thao đấy. Thế phần thân xe thì sao? Phần thân xe thì tôi có thể nhìn thấy hình bóng của chiếc X3 ở đây. Có khá thể là khá là giống chiếc X3 đó. Chúng ta có thể đây là cam 360. Và một điểm mà Phong rất thích nữa ở ngoại thất đó chính là Phong đã độ đá cốp. Việc này rất là thuận lợi khi mà mình có nhiều đồ đạc ở trong xe, mình cầm trên tay nhiều, hoặc là trời mưa bấm có thể là bẩn tay, thì đây là một cái rất là thuận lợi để Phong sẽ thử cho cả anh chị em. Đó, tít tít cái là nó đã nhận và tự nhiên lên, rất là thuận lợi. Phong với công việc đi dã ngoại rất nhiều những bình ướp đá, rồi những đồ đạc, rồi tổ tim bu đinh, tất cả những đồ đạc rất là rộng. Thưa quý vị, khi vừa bước vào trong xe thì tôi có thể nhận thấy là chiếc xe có một nội thất rất là hài hòa. Chúng ta có thể nhìn thấy đó là những cái chi tiết giả carbon ở đây, hay là chi tiết mạ chrome, đều rất là hài hòa so với chiếc xe. Và điều đáng nói nhất đó chính là cái phần cần số đây.
đây là cần số đặc trưng của BMW. Tất nhiên thì nó là phần nhựa giả da thôi, chứ chưa được là bọc da hoàn toàn như cả BIM. Chúng ta cũng có đó là phanh tay điện tử này, auto hold rồi auto start stop. Nói qua về một chút về hệ thống an toàn thì chiếc xe được trang bị 6 túi khí và với đó là ABS và rất nhiều hệ thống khác. Có cả giữ làn đường và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Tuy nhiên thì hỗ trợ làn đường và phanh khẩn cấp đối với tôi thì nó không được sự cần thiết trên xe lắm. Bởi vì khi chúng ta lái xe thì chúng ta nên tập trung lái xe. Cái đó chỉ là hỗ trợ chúng ta những trường hợp khẩn cấp hơn. Chủ động. Đó. Có thể nói rằng là sau 1 năm và 3 vạn cây thì tôi có thể thấy các chi tiết nhựa ở đây vẫn rất là chắc chắn, không thể có dấu hiệu ọp ẹp gì cả. Đó. Tiếp đó là tôi có một cái màn hình rất to ở đây như một cái iPad. Thế thì anh Phong này, thực sự là em không phải là fan của cái chủ nghĩa màn hình dọc như thế này. Thế thì trong quá trình sử dụng thì anh có thấy cái màn hình như thế này nó có khó sử dụng không? Cái này thì mình là tín đồ của iPad nên là cái này rất giống iPad, là rất là thuận lợi khi mà tất cả có những cái về media và mình rất là tiện lợi, nó là hoàn toàn là cảm biến và cảm biến rất là mượt. Và đây là như một cái chiếc iPad rất là hay. Và đấy, trực tiếp thì nghe chính chủ xe hát luôn là rất là thuận lợi. Ok, thì đó là qua về hệ thống giải trí. Thì bây giờ sau 1 năm cảm giác vận hành như thế nào thì chúng ta sẽ cùng lái thử ngay bây giờ. Hiện tại thì tôi đang cầm lái chiếc V7 này. Có thể nói rằng là khi mà với phần vô lăng tôi cảm thấy nó rất giống một chiếc BMW 3 Series. Bởi vì cái độ nặng, độ lì của nó đó, và đánh lái rất là chính xác. Với động cơ 1.6 lít khoảng 204 mã lực thì khi mà tăng tốc thì tôi có một cảm giác nó là hơi dính lưng một chút. Nếu mà so với chiếc Peugeot 5008 thì chắc chắn là động cơ này sẽ ăn đứt. Đó, về hệ thống treo không gầm thì chúng ta vừa đi qua chỗ gờ giảm xong thì chiếc xe vẫn rất là chắc chắn. Thế thì sau 30 vạn thì chiếc xe này đã có những cái lỗi vặt gì chưa mà anh phải đi mang đi sửa chữa cho anh Phong nhỉ? Sau hơn 1 năm sử dụng mà mình đi là 3 vạn thì chưa phải thay một cái phụ tùng gì cả, bởi vì cứ bảo dưỡng đúng kỳ thôi, thay dầu và mình đi cũng khá là giữ gìn, bởi vì là yêu xe hơn yêu vợ, nên là mình rất là chăm chút cho chiếc xe của mình. Thì cái chiếc xe này đã cùng anh đi những đoạn đường xa nhất là đoạn đường nào rồi anh? Xa nhất là vào Quảng Bình. Quảng Bình, Hà Tĩnh. Thì độ cách âm các thứ thì anh đánh giá chiếc xe là như thế nào? Cách âm thì mình thấy là trong xe đóng cửa, tiếng đóng cửa rất chắc chắn và cách âm trong xe rất là tốt. Ngoài ra thì mình có sở thích là nghe nhạc nên đi đường mình hay mở nhạc. Vậy thì sau 1 năm thì có điểm gì mà anh cảm thấy chưa hài lòng trên chiếc xe này không ạ? Nếu mà nói là ở phương diện chủ xe, sau hơn 1 năm sử dụng thì mình rất hài lòng với chiếc xe của mình. Tuy nhiên thì không chiếc xe nào là hoàn hảo cả. Ở chiếc V7 này vẫn có một số cái nhược điểm mà mình thực tế mình thấy. Thứ nhất là tiếng máy nổ khá là to. Đó, khá là to và mình cũng đã có những phương án khắc phục, mẹo khắc phục sẽ chia sẻ sau. Thứ hai nữa là vì xác xe nặng, tay lái nặng nên khi vào những chỗ đường phố mà đông người ấy, phố cổ Hà Nội thì thực sự đấy cũng là một cái khó khăn cho cái người lái mà chưa quen xe. Cũng như là kính thỉnh thoảng bị kẹt nó sao lại được. Một số cái tính năng nữa thì bởi vì chắc là do cái phần mềm nó lỗi một chút thôi. Thì mình nghĩ là tổng thể thì hài lòng, tuy nhiên vẫn còn một số cái lỗi như thế thì mình hy vọng rằng thì càng ngày mình sẽ càng khắc phục được thôi. Có thể nói rằng là trong cái phân khúc mà 7-8 triệu thì với tư cách là một người dùng thích trải nghiệm thì chiếc V7 là một chiếc xe rất đáng để trải nghiệm đúng không anh? Rất đáng trải nghiệm và phù hợp trong tầm giá. Thực sự thì chúng tôi không tâng bi một chiếc xe nào cả, bởi vì sự lựa chọn mua hay không là ở anh em, tiền là của anh em mà đúng không ạ? Thế thì vừa rồi trong video này là một chia sẻ nhanh của chủ xe V7, chia sẻ về trải nghiệm 1 năm sử dụng như thế nào. Thì nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Và xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào.